Chạy nấu này nè, năm loại đậu uống bệnh dịch này nè, ngừa cái bệnh dịch. Thành ra là bệnh mùa, bệnh đủ thứ trơn á, tôi mới đầu có giò quá, tôi mới lết xuống tôi gan. Tôi uống có 3-4 ngày à, là chiều nó hụt hơ, nó mệt rồi, bị đức thầy ông nói là giống vi trùng thường đục phổi tim. Cho nên bây giờ hôm nọ là corona dịch tràn phổi, bây giờ nó lại đục tới tim. Cho nên tôi thấy kỳ này tôi đau kỳ lắm, nó mệt hụt hơ, bình tĩnh nói chuyện gì nè. Mà nó hụt hơ. Tôi uống cái này vô nghe nó khỏe lên liền, chiều nó hụt hơ. Tôi uống cái này tôi khỏe lên liền nghe, tôi nói đâu có đó, có đức thầy, ông chỉ mình thì mình làm, bây giờ nó hụt hơ. Cố lên anh em ơi, không thời gian nữa rồi. Chết cận này là dữ lắm, chết luôn đó. Lệnh Hoàng Thiên, anh em nghe cho kỹ nè. Lệnh Hoàng Thiên chớ có sai lại, hãy hỷ xả chớ đừng cố chấp. Giang hai tay cứu vớt nhân loại, đừng có để yêu ma quấy loạn. Sát hại người nhiều thứ đa đoan, chúng sanh ơi đau chết từng cơn. Chết vô số thật là khủng khiếp, chết cả người mắt sát phanh thay, chết bệnh lây, chết nhiễm khí trời, chết nhiễm độc chiến tranh bùng nổ, chết dập dùi ố thẩm rừng vực sâu, chết sông sâu biến động sóng thần, chết sụp đổ nhà tan cửa nát, chết lấp dùi bão cát tràn vô, chết nam mô miệng niệm chẳng ra lời, chết đối khác nằm lăn la liệt, chết kiệt hơi thuốc chẳng ra gì, chết như cá ngổ ngang lớp lớp, chết họng dài ngước cổ nghẹt hơi. Chúng sanh ôi thay chết chập chần, ta ngán ngẩm dân thì thất tỉnh, vẫn vui đùa náo nức ngày đêm. Chết đến nơi mà vẫn vui đùa, vẫn làm ác, vẫn gây thêm tội, để rồi sau lội biển một phen. Thế gian ơi nữa đã, thế gian ơi cửa đã gài then, giờ đã đến dương trần trả quả. Anh em thấy không, cái màn trả quả này dữ lắm, cái màn tăng tốc này khủng khiếp luôn, không thể. Cho nên màn tăng tốc lực trời xử trị, khắp địa cầu tăng tốc thế lương, lực của cha xây chuyển khó lường, cho chúng biết chặn đồ lập hội. Ngài mở cửa đảng bơm dữ dội, lớp giặc trần lớp giặc thiên cơ, kẻ ác gian mà trốn chạy đâu giờ, sao tránh khỏi thiên cơ lực định. Người hiền đức hãy lo bình tĩnh, tâm hướng về Đức Phật A Di hoặc Quan Âm Bồ Tát chỉ thị xì sẽ đến trường Tí Di Lạc. Anh em cứ bình tĩnh đi, đó. Anh em cứ tu thật đi, không bao giờ chết. Chết tôi chết thế chứ. Tu thật tâm thì thoát ngày quy biến, tu dối lòng không chỗ thoát thân. Thật tâm tu thì có thánh thần ngày kết cuộc, hộ trì đưa đón. Dầu cho anh em ở đâu cũng vậy, đến ngày mở cửa hội Long Hoa đó, mở cái cửa năm thiên ra rồi thì anh em biết rồi. Ai ai bền chí ở đời, chừng nghe sấm đất thì cửa trời mở ra. Thì anh em sẽ biết những chuyện gì rồi đó. Sắp khổ tới bến rồi, gắng cố lên anh em ơi. Cái trận này là cái trận quyết định của Phật rồi, cho nên chúng ta phải ráng. Còn các nơi nè phải chịu tăng, còn các nơi phải chịu điều tan ác, sự phạt hành gió lốc khắp nơi, các thiên binh nhận thánh chỉ cho để quét sạch những người hung ác, sự hành phạt chống đời mạt pháp còn rất nhiều khó kể cho ra, biết bao nhiêu nghiệp quả khóc la cho chúng biết thiên cơ lực định nó. Anh em thấy không, Phật nói thiên cơ không đó,
mà anh em không cho tôi nói. Tôi nói đây là tôi vì thương anh em quá, thương quá sức nên ta bệnh viện quyết độ đời cho đến chung thân mà, để tôi nhắc nhở cho anh em thôi, chứ thật sự tôi chẳng có biết điều gì hết. Lời của Phật thiết tôi xin nhắc lại trong mấy năm vừa rồi đó, anh em nghe coi đúng không? Mà năm nay là năm mèo, đúng 100 tuổi của thầy thì thầy sẽ định, nếu con người phải có trí huệ mới tìm ra được cái thiên cơ này, không phải dễ đâu anh em à. Cho nên chúng ta phải gắng cố lên trong cái thời kỳ mạt pháp này, nó phải ăn thật, sống thật, để mà chiến tranh nó bùng nổ lên thì anh em sẽ biết những chuyện gì rồi. Mong tín đồ già trẻ, mong tín đồ già trẻ thôn lăng hẹp đại đạo vô vi chung cuộc. Anh em nghe kỹ nhé, hẹp đại đạo mà vô vi chung cuộc rồi. Bấy lâu nay con thiền xuôi ngược, quyết chèo thiền cứu vớt nhân sanh. Đời văn minh pha học bất bình, tạo bom đạn hạt nhân liên tử, để tiêu diệt muôn loài dạng thứ. Đời vô căn lắm sự nghi ngờ, kẻ tu hành ai nỡ làm ngơ. Anh em có nghe Phật nói không? Kẻ tu hành ai nỡ làm ngơ, bất chí kiến kinh khi thì chết. Máy thiên cơ khùng đấy tỏ hết, thì nhân sanh duyên hữu mà xem. Cho nên tất cả anh em chúng ta xem qua, người chưa xem, người xem rồi, nó tôi nhắc lại thì anh em sẽ hiểu rồi, chứ có gì đâu. Nó đã tới một sát một bên rồi. Niên Mậu Tý tận tường năm Tý, cũng là niên thế kỷ long qua, diệt tà lập chánh của ta, bảo toàn công đức Di Đà lĩnh trên. Nó có phải anh em thấy năm Tý không? Năm Tý, từ năm Tý bắt đầu nó kéo dài, hôm nay là 3 năm rồi. 3 năm tính tới không sai. Đó, Tý Sửu dần tới năm nay là năm Mẹo rồi. Hạ Quân nay đã hết đời phong ba biến chuyển đổi về dân can. Năm Mèo kỷ Mão rõ ràng, khắp trong trần ngạ nhộn nhàng siết chi. Ngồi buồn nè điên thỏ một khi bá gia khổ não. Vậy thì từ đây, vậy là từ năm Mèo này khổ cho tới năm Dậu luôn đó anh em, là đúng 7 năm đó. Chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm xâm dày. Thôi tôi cũng có bao nhiêu lời chúc cho anh em huynh đệ và cô bác cùng tỷ muội trong nước và ngoài nước. Ai nghe được clip của Quốc Tạo thì gắng lo tu hành đó, để mà chân chánh thật thà hiền đức, đặng mà là được về dự hội Long Hoa làm dân Phật quốc, hưởng sự thái bình. Nam mô A Di Đà Phật. Chào tất cả quý vị nhân đồng mạng trong nước và ngoài nước được xem cái kênh này á, thì tôi cũng có đôi lời nhắn nhủ. Bây giờ tôi bữa hổm làm viên tôi đã bệnh rồi, tôi lây con mẹ sát đây nè, coi máy không có mạng, coi máy kê bả đau mặt đỏ ke luôn, mới đi chích thuốc vào mặt bả đau ke luôn. Rồi tôi ngồi kê bả sau tối tôi về tôi ngoẹt cái lỗ mũi, nói không được, tôi nói tôi rồi tôi lấy thuốc ba bài thầy tôi uống đỡ trong đêm đó, sáng tôi đi vô nước biển uống thuốc hết 230 ngàn. Về rồi tôi nhớ đức thầy ông dạy nấu này nè, năm loại đậu uống bệnh dịch này nè, ngừa cái bệnh dịch, thành ra là bệnh mùa bệnh đủ thứ trơn á. Rồi tôi mới đầu có giò quá tôi mới lết xuống tôi gan, tôi uống có 3-4 ngày à, là chiều nó hụt hơ nó mệt rồi, bị đức thầy ông nói là giống vi trùng thường đục phổi tim, cho nên bây giờ hôm nọ là corona dịch tràn phổi, bây giờ nó lại đục tới tim, cho nên tôi thấy kỳ này tôi đau kỳ lắm, nó mệt hụt hơ hơn, bình tĩnh nói chuyện gì nè mà nó hụt hơ hụt hơ hụt hơ. Tôi uống cái này vô nghe nó mặt nó khỏe lại liền, chiều có nó hụt hơ chiều hụt hơ, tôi uống cái này tôi khỏe lại liền nghe. Tôi nói đâu có đó, có đức thầy ổng chỉ mình thì mình làm, bây giờ nó hụt hơ mà tiền đâu mình phải đi 2-3 ngày, tôi có hai tốn 230 ngàn để tôi nấu cái này tôi gót tôi uống nè, cái tôi thấy tôi khỏe đi. Cái Quốc Thành nó kêu tôi đi mời lên trên núi An Tân cái gà mà người ta mở cái đậu tràng Ninh Bạc đó, cái tôi gan cái tôi nó cho tôi hay trước nó rước tôi vậy, tôi gan tôi lại ngự lon 4 lon thiện ký vậy đó, tôi cho ngự lon uống lên chào hàng coi có khỏe thì Điện Quốc Thành nó gan nó lấy về chở nó cho 20 ký đó. Rồi á bây giờ dịch á thì tôi thấy Quốc Thành nó làm vậy là đúng rồi, tôi chỉ cũng không gần Quốc Thành đâu. Cái dầu kim son đó bây giờ người ta bán thuốc tây mình tôi riêng đang đen, hồi hôm nội tôi bệnh tao biểu để vô nước nóng rồi xong, nhưng bây giờ cái chuyện Quốc Thành nó chỉ vậy là tôi nghe tôi thấy vậy là rất ngon lành. Bây giờ mình nhỏ vô giọt hay giọt mình xong mà hít vô, mình hút vô mà hôi nó tản ra mình bị cảm đó,
bị khí độc đó, khắp đó là khắp Bắc Nam, khí trời mù mịt, lộ không người, nhà bích ngõ ra. Tôi nói với quý vị đó, bây giờ tôi coi lúc không phải là tôi ham coi, tôi coi sao nó giống với Đức Thầy nói quá ư đi. Đức Thầy ông nói á, khói mịt mù văng sát đầy đường, cuộc đời nay như ngựa buông cương. Thành ra tôi thấy á, thằng Mỹ á, nó có cái xe, nó có hai súng vậy đó, nó bay tới đâu, nó chạy tới đâu, nó dột xe thôi. Chiến tranh của thằng A nó chạy không biết bao nhiêu chiếc xe tăng, ở trên thì máy bay nha, mà cái thằng này nó có một chiếc xe một hà, mà ở đó xa nó bắn một cái đó thì cháy chiếc máy bay, bắn một viên á thì cháy một chiếc xe tăng. Còn lính của Nga nó bắn bắn bóc bóc, mà cái tầm cỡ của súng nhỏ nó đâu có đi xa mà trúng cái thằng này nó ở súng bự nó xa, mà nó có con dòm nó bỏ gì đó. Tôi thấy bắn một cái là một chiếc xe cháy nha, bắn rồi cái hạt nhân nó bay ra, cái lính Nga nó chạy nó bắn bóc mà tự nhiên nó hạt nhân nó chết nghẹt hết trơn. Cho nên nó bắn thì khói lửa, cho nên Đức Thầy ông nói khói mịt mù văng sát đầy đường, cuộc đời nay như ngựa buông cương, chết như vậy mà không biết nhiêu liếc. Mà Nga nó cũng chiến tranh hoài luôn, nó chiến tranh là con Nga trước rồi, bây giờ ta mới nghĩ nó giúp thằng Nga nó mới có được trả thù, ở thằng Ukraine mới được trả thù. Cho nên nó Đức Thầy ông nói tuy ta không phải đem phép quỷ linh mà cứu quan tai họa chiến tranh tàn khốc mà lo loài người tàn bạo gây nên đó, cứ cứ nhà nước nhìn thì mình không ở, nước ai nấy ở, chuyện ai nấy làm, cơm ai nấy ăn, mà cứ gì mình đi đánh lộn với nhau hoài. Thành ra Đức Thầy ông nói là khắp hoàn cầu nó nghịch lẫn cùng nhau rồi, rồi khắp thế giới nó cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Cho nên á là thanh sĩ nói trong cuốn Ý Đạo đó, ngài nói là hãy có chiến tranh là có dịch, hãy có chiến tranh là có dịch. Tôi nói tôi có coi tôi hiểu, họ ra nó máy bay ngay đây nè, máy bay của Mỹ nó bay ngang vậy nè, là nó bắn vô núi Tô cách đây đó là gần chục cây số à, vô núi Tô á, nó B-52 nó dội lần 52 trái gì đó. Thì tất nhiên ở đây á, người ta gần bên như này, người ta người nào cũng mắc nhầm hết trơn. Ngày xưa nghe hồi đường Mỹ nghe là nó mắc nhầm hết trơn. Tới cái hồi mà tôi coi câu 2 tôi phải rút kinh nghiệm là tới bây giờ là bình tới giờ là không có chiến tranh, không có nhậm con mắt, mà không có dịch bệnh. Nhưng mà nó có dịch bệnh từ 2019 tới nay đó, 2019 tới nay, cho nên nó mới có dịch bệnh. Nó dịch bệnh thì hãy có chiến tranh là có dịch bệnh. Rồi tới 2020 là đầu năm con giáp canh tí, nó canh nó khổ dữ lắm luôn. Thành ra tôi thấy con giáp nào mà ai nằm để chữ canh là khổ à. Thành ra cái năm canh tí á, thì bắt đầu tới con giáp này nè, nguyên trong vòng con giáp này nè, Đức Thầy ông nói á, chuột ông bậc thầy ông bậc trầm nói chuột còn đây chưa biết khổ đâu, chừng đứt đít con trâu phá cổng, đến chừng đó tay phơ chồng đóng đời hạ quân tiêu diệt còn chi, cuộc giả tràn đừng đó minh chi, đô thị giả minh chi đâu lấy lý. Cho nên á, ở đô thị nó vậy đó, người ta ở dưới quê mặn tháng 5-6 triệu người ta đâu có sống đâu, tôi lên Sài Gòn mà mấy triệu, 10 triệu, mấy triệu tháng người ta mới đi. Thành ra đô thị giả mến chi lâu lý, bây giờ nó thiêu mình á, nó trồng đóng trên xe rê mình xe, trồng đóng xe có kịp đâu, đắt xe. Còn ở đây 3 cây số này, cháu tôi thằng giám nó xe lái xe Phương Trang á, là nó cũng bị bắt là 20 chiếc lận mà lái sắt chết, lái đi bệnh viện, làm không kịp, cứu 2021 cứu không có kịp. Đó thay phơ trồng đóng có nghĩa là cứu không có kịp. Nó ra trong nằm con giáp này rồi, cho nên bây giờ mình á muốn tránh dịch bệnh á thì mình có nhiều cái phương pháp lắm, bây giờ cả chứ không có chứ. Bây giờ nè, tôi nói quý vị nè, đi vô nước biển thuốc là 23. Thành ra bây giờ tôi nói tôi về tôi thao dòm nấu nè, tôi ra ngồi tôi nấu. Có cái bình thủy tôi uống tối ngày 24 tiếng đồng hồ à. 24 tiếng đồng hồ tôi uống hoài luôn. Đổ ra một tô cháo tiếng đồng hồ mà khuya mình 5 giờ múc mình cho là uống có một cháo một có 4 giá vô bọc à. Còn ở đây 2-3 giá vô tô tan đó. Và bây giờ tới chiều mình cũng có ăn bọc nữa mà mình uống tối ngày để mình vừa ngăn bệnh. Đức Thầy ông nói là năm loại đậu này nè uống để trị bệnh, bệnh nắng này, nắng gắt này nè, rồi bệnh dịch trái ban trái gà trái này cái kia hồi xưa đó, mà bây giờ nó tấn công mạnh rồi. Dịch này cái khí độc của thằng Nga, có thằng Mỹ nó bắn ở nước ngoài mấy đây. Nhưng mà tôi nói quý vị nghe, bắn rồi á với cái thay chết cho bằng nằm là sát khói mịt mù văng sát đầy đường đó. Bây giờ nó nằm nghe nó lợi nó ngay lộ, nó nằm trong đồng, nó bắn trong đồng, nằm đâu nó bắn là khí độc trong vùng tâm đất nó chết thịt rồi. Lính của Nga
Rồi cái tôi thấy là hồi nghe hồi xưa nó hạt nhân chết trong đất, ở trong vòng như bộ đội người ta ở trong một bủa gì nè, nó để con trái này cũng vẫn chết hết trơn. Mà bây giờ nó ra y gan đó, nó ra lên Nga đầu đang bắn chắc 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 thì tự nhiên cái hơi độc của hạt nhân đó ngã xuống chết lên khói mịt mù văng sát đầy đường. Cuộc đời nay như ngựa buông cương rồi, nó không có nhịn nhường gì đâu. Bây giờ nó nổ, nó chào hàng là súng tối tân chà bá không đó. Triều Tiên ngày nào cũng có súng hạt nhân, súng bự hết trơn á. Mình sống đây á, là như người đời nay như ốc mượn hồn vậy đó. Đó, chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Đó, bây giờ mình hãy là chim khôn thì uống nước trong, người khôn máu sốt rửa lòng bận nhơ. Bây giờ mình phải tìm coi cái chim khôn tìm cái lành mà đậu, mình coi cái mình có tìm được cái đạo của mình đó, là chánh đạo là ông Phật Thích Ca Mâu Ni, ông làm giáo chủ của Ta Bà này nè, rồi ông Phật Di Đà làm giáo chủ của Cực Lạc, còn Đức Quỳnh giáo chủ là ông giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo của mình đây. Cho nên con người mình á sống đây mình biết nhớ là bốn trọng ân, là mình phải quy y Tam Bảo, rồi mình giữ giới, rồi mình tu hành. Quý vị mà hôm nay chết dịch bệnh luôn, quý vị biết gì không, là nó có nghiệp hết trơn. Cho nên câu hai nói á, với lực vốn là nơi tá túc, khá nương theo chớ phúc nào rời. Dù cho mưa nghiệp khắp trời, không làm ước ác được người trong nguyên. Dù cho quý vị cái nghiệp nặng quá mà quý vị uống cái này chưa chắc chịu gì hết bệnh đâu ngang. Tôi nói thẳng luôn à, bây giờ quý vị muốn không hết bệnh á, thì quý vị uống cái này. Quý vị uống nước vàng, quý vị uống thuốc ba bài của thầy. Lát nữa nó chết cũng không có kịp, không có đi nhà thương nằm đâu. Bây giờ mình có ý là mình có bác sĩ. Lương y còn phải khoanh tay ngồi nhìn. Bây giờ mình phải hồi tâm đi, mình phải là giác ngộ, mình phải sớm chiều cúng lại, đặng mình quy theo mấy ngày tu hiền theo mặt đạo, rồi cầu cho chúng sanh, rồi cầu chốt cho mình là tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Là câu chốt của mình á, mình nó mới tiêu tai tịnh sự, rồi mình niệm Phật có bốn thần linh luôn, thường thường gia hộ bên mình mẫu khang niệm Phật, mình tật tiêu tan như xương tan nát như hồn trong. Là mình phải giữ giới lực lớn là nơi tá túc, khá nương theo chớ phúc nào rời, dù cho mưa nghiệp khắp trời, không làm ước ác được người trong hiên. Cho nên cái nghiệp của mình gây hồi đó tới bây giờ là khắp trời luôn. Mà mình ở trong cái hiên là mình tránh được mưa, nắng. Nhưng mà mình đã giữ giới rồi mình mới được ở trong hiên. Còn mình không giữ giới mình không được trong hiên đâu. Mình đi ra chợ mình đi đâu không biết, rồi dịch nó đến với mình, nó đòi nợ, nghiệp của mình gây đó. Bởi vì mình thọ thân là thọ khổ nè, mình thọ thân ra là cái thân nghiệp nó sanh ba điều ác, một sắc sanh, hai đậu tặc, ba tà dâm nè. Quý vị sanh ra quý vị ăn cá ăn mới nổi, thịt mới nổi, quý vị đâu, quý vị đã dây nợ rồi, đã dây nợ rồi, đã nghiệp rồi. Nó dù cho mưa nghiệp khắp trời, không làm ước ác được người trong hiến, mình đã có nghiệp thì mình phải trả nghiệp à. Còn quý vị nó ngưng dây nghiệp rồi, quý vị bắt tâm ăn chay. Bởi tôi ép tôi nói mà một là phải ăn chay, hai là phải niệm Phật, ba là phải cúng lại, bốn là phải làm phước. Trong cái ghế nó có bốn chân, mà là tôi rút kinh nghiệm tôi nói vậy thôi nghe, chứ mình nói này nó nghe muốn nhàm rồi. Thành ra muốn nghe thì nó nghe tới vậy đó. Bữa nay tôi nhớ cậu hai cũng nói vậy đó, là giới lực vốn là nơi tá túc, khá nương theo chớ phúc nào rời, dù cho mưa nghiệp khắp trời, không làm ước ác được người trong hiến. Quý vị đâu có nghiệp đâu, quý sợ. Thì mình nó có chơi Phật trai chỗ, mình là cái người giữ giới rồi. Cái người giữ giới mà làm công đức, mà bố thí, mà niệm Phật, ăn chay, người đó bước ra đường là chư thần theo, giữ tới rồi đi về, đi vô nhà thôi nghe. Không có bị nạn. Tôi hôm nay là bảy mấy tuổi rồi, tôi không biết nằm nhà thương, mà tôi không có nạn, không có lên xe học tự đâu. Không biết ngày mai làm sao nghe. Nên tôi biết cái thân của tôi lắm, tôi sợ mấy cái đó lắm. Cho nên tôi phải sợ, có bệnh tôi mới sợ, tôi có địa ngục tôi mới sợ. Tôi không chịu xuống địa ngục đâu, rồi tôi không chịu bệnh đâu. Bởi vì tôi gán làm từ thiện, làm nhân ái ác tiêu bệnh tật, lấy phước trừ quả. Thấy dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện qua đến mình. Tôi thường cúng bữa nào hay bằng hương án chánh nó ông thiên. Tôi trời hồi đó tôi xá tôi đi vô à. Bây giờ tôi phải quỳ xuống tôi cầu ba lần đó ngang. Tôi cầu cho quý vị là tất cả chúng sanh trên cõi Ta Bà này đó, là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, Nam Mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Bây giờ tôi thọ của bá tánh quá rầu, tôi thọ mà không phải tôi mai bộ đồ tôi bận, tôi thọ không phải là tôi uống ly trà đường, tôi thọ mà tôi xé tấm giấy số nào đó là tôi mới có bằng nghiệp. Nhưng mà tôi thọ mà tôi không dám làm cái đó đâu, mà tôi cũng cầu nguyện cho quý vị đó. Nam Mô lòng sở nguyện cầu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Đó, rồi tôi mới đưa lên trán tôi nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần, Nam Mô Di Đà Phật ba lần, Nam Mô Phật Tổ Bậc Thầy Quan Thân Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Phổ Độ Bá Tánh Vạn Dân Tiêu Tai Tịnh Sự Giải Thoát Mê Ly. Là những người mà
được chư thần mà gia hộ, nhưng mà nặng thần chư quan cụ thần niệm nông núi quý hộ quý vị đang những gì quý vị phải ngự giữ giới, quý vị phải biết cúng lại niệm Phật, niệm hoài trong tâm, đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng ai di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ năm mô, nín cũng ôn Phật sự cực lạc, muốn giảng sanh cứ hành y như thử. Với nước thầy cũng có nói nữa, thầy nói gán trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên bà gia hãy gán tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước, phải tưởng Phật đừng làm bạo ngược. Người bạo ngược Phật không có gia gần gia hộ, chữ thần không gần người đó đâu. Đừng làm bạo ngược, ta phần hồn dạo khắp thế gian. Đức thầy ông dạo khắp mình rồi, ông coi mình làm gì chánh gì tà, mình làm gì trong cái thân nghiệp mình, nói ra tới 10 điều ác lận, tha hất sanh đậu tặc tà dâm đó, rồi ý nghiệp nó sanh 4 điều ác đó là lưỡng thiệt ý ngôn mặt khẩu giọng ngữ là 7 rồi đó, ý nghiệp sanh 3 điều ác, 1 tham lam, 2 sân nộ, 3 mê si, đó là con người mình đã dướng vô 3 cái điều, 40 điều này là mình chưa có tu tập thiện. Mình dẹp mấy cái này mình mới tu thập thiện đó, thành ra mình thiện thì những ơn trên ta gần những người thiện, mà Phật nói nha, con Phật Phật bắt con ma bắt con quỷ quỷ diều, cho nên á quý vị đi chiều quý vị đi rước con quý vị ở trường mẫu học, trường học đi quý vị dầm con quý vị rước cho quý vị con ta rước đâu có được đâu. Thành ra bây giờ Phật ông nói, Đức thầy ông nói á, đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Thành ra bây giờ á, con Phật Phật dắt ra cứu giới chùm cho là mình là con của Phật, mình là người giữ giới tám điều răn cấm, rồi biết cúng lại để cầu cho quốc thế dân ngang trả nợ tướng ăn. Giờ này mình không phải ông Phật chùm, ông nói không phải nằm y rình đâu nghe. Ông nói bây giờ đợi hảo nguyên này tôi mót tôi bòn, tôi đang nghiên cứu Phật chùm vậy lắm, tôi mới biết cúng giảng Phật chùm năm 2021 tới nay. Thành ra ông Ba Nhanh ông nói á, chùa còn đi kêu biết khổ đâu chừng đứng đích con trâu hoa cổng đến tiền đó thay bơ trong đống đi mày xê nó chết ba cây số mà trở lại mà thiêu không kịp luôn, thay phơ nó thay phơ trong đống nó phơ vậy đó. Thành ra thấy Phật chùm nó trúng quá, theo ngày xưa như dịch bệnh mà họ đọc đâu không biết gì đâu, hôm nay nó đã có y rồi. Thành ra bây giờ mình phải giữ giới, mình phải uống nước này niệm Phật niệm đồ, mà chắc cũng lẽ là mình tránh được con dịch này, nhưng mà mình cũng chưa tránh được mấy cái môn kia đâu. Bây giờ tôi còn trong lòng tôi á, trong cái đầu tôi nó còn nhiều cái cảnh khổ lắm. Ngày nay chưa biết ngày mai yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Chứ không có phải mà dịch bệnh nó vừa qua rồi bây giờ người ta đi nước xui vậy nè. Nước xui. Ông Phật Thích Ca ổng thấy cái bát nó chảy ngược nước nó tượng trưng cho ngài đắc đạo, ngài dắt 49 dắt con, tôi có ý tứ lắm nghe. Phim được ý nghe. Rồi bắt đưa ra tức ra đi ngược đời không à. Người ta ăn mặn mình ăn chay. Người ta quánh bài cờ bạc mình phải đi lấy tiền đó mình làm phước bố thí đó, rồi người ta nó làm mình trong đồng mình phải biết là lấy phước trừ họa, thấy dân còn tiếc lũ the chẳng làm phước thiện que đến mình ha, làm trồng cây lành dị quả thơm tho tí không thấy mà sao chẳng mất. Vì chỗ đó Đức thầy ông nói tích đức trời ta chốn ngạn hò, còn hai ông còn ba thơ ông nói thiếu bất đức sắc gan cũng chảy, còn hai ông nói nếu không chữ đức lâu dài có qua khó qua đại nạn trong ngày biến thiên. Thành ra trong đầu tôi bây giờ tôi nghe lâu lắm rồi mà tôi không có dám nói lên đâu. Ở xóm mình rằng chưa biết tôi biết mấy cái này nữa. Tôi biết làm phước, tôi biết làm lành, tôi biết niệm Phật cúng lại thôi. Từ giờ lên cộng đồng mạng tôi gán tôi nói mà tôi còn sợ nữa. Cho nên tôi không có dám nói đâu. Tôi chỉ biết hành đạo mà. Đằng ngày mai này thầy ông có thích ra chốn hẹn hò vậy đó. Để mình không có đức sắc gan cũng cháy. Thành ra ông Phật cũng nói cái gì mình sợ mình gán mình hành vậy thôi. Mà hôm nay á, tôi cũng gắng nói lên đây cho quý vị á, ai có duyên với Đức Phật á, thì quý vị gắng ăn chay niệm Phật làm phước làm lành cúng lại, rồi ngồi đâu tưởng Phật đi, mình dẹp gác bỏ hết cái coi phim đây, coi chuyện vui gì mình bỏ hết đi, việc vui sai mà mã đâu đâu phải dẹp gác những câu lục tự đi, thầy phiên mình dữ lắm luôn. Đi là chữ lục tự trì tâm bất chuyển thì lâm quy có kẻ của mình, hay lòng sáu chữ nếu không có ngớt thì nặng tay cũng thoát như không. Đó bây giờ á, tại sao mà Đức Phật Đức thầy ổng khuyên mình giờ lọc tới đâu mà nước mắt mình muốn chảy luôn đó, chứ không phải nó chơi đâu. Đức Phật ổng nói A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trong trời mong nổi chúng sanh đó, hà lỡ Tây Phương chư Phật ngóng trong trời bá tánh rủ nhau niệm Phật đó. Thành ra bây giờ tôi nói quý vị nha, tôi đòi gì được nấy, tôi đòi gì được nấy, tôi đòi cái nhà này nè thầy cô Kiều không biết nhân viên Đức thầy ổng vận chuyển sao ổng cho tôi được cái nhà này luôn, Phật Thành quay tôi được cái nhà này luôn đó. Bên nay cái cô thành phố xuống cô ở, cổ ở đây cổ trị bệnh đó, rồi cổ sẽ cho bà già lên đây mua cái chổng cho hai quạt gió nữa, tôi hiến cho từ thiện luôn. Rồi á là người ta đòi lợi hoài, ông Năm nói bà chứ chắc nhiêu chỗ ngủ của bà đâu. Ông nói đã dặn được 4 cái mùng chứ bao nhiêu tôi nói không biết, đâu phải ai bệnh rộ đâu.
dòng bệnh nền mà lại đây lại rai lại gai, phải bệnh dịch đâu mà lộ rộ bệnh dịch, có ai dám chữa đâu trời. Tôi không nói bác sĩ đâu, bây giờ tôi không nói bác sĩ, tôi kêu quý vị phải uống nước đậu này nè, nó ngừa bệnh. Quý vị mới niệm Phật, nó ngăn cái nghiệp của quý vị ra. Thường đêm tôi đã nguyện câu này lâu rồi, nó ngang bởi tôi hết bệnh chứ không mà tôi hết đâu ngang. Tôi nguyện cúng lợi, tôi hầu hướng cho cô quyền thất tổ, nãy giờ con biết rằng cổ nguyện của thầy đó có đủ rồi đó. Nhưng mà tôi công đức của tôi niệm Phật, tụng chú đại bi lại Bồ Tát, tôi niệm Phật lại Phật, niệm Phật lại Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Thập Nhất Vạn của Thiên Ngũ Hóa, đồng danh đồng hiệu đệ từ đệ bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Cho nên tôi có hầu hướng, tôi hướng cho đủ hết trơn rồi, tôi mà hướng cho tôi là tôi hầu hướng cho tôi những quan gia trái chủ, tôi có sát giết tiểu tạo gia nhiều đời nhiều kiếp, hiện kiếp này vô tình là cố ý. Em Phật cùng con, nó giải thoát cùng con, tôi muôn vật phóng sanh, tôi mần cái gì từ thiện tôi là tôi hưởng cho quan gia chứ chủ hết trơn. Bây giờ tao buông xả tôi ra, tôi mạnh tôi làm lành, tôi hầu hướng cho ông, nhưng để cho tôi đi qua Mỹ, tôi vượt biên, tôi qua Mỹ đăng tôi mần, tôi ở tiền từ gì tôi trả cho quý vị. Quý vị nắm tôi ở đây rồi, cái tôi mần gì có tiền đâu mà tôi trả quý vị. Bây giờ mới buông tha cho tôi đi, tôi mần làm tiền tôi gửi vô trả cho quý vị. Thành ra giờ tao buông mình rào, đặng mình gán nấu cháo, mình gan đậu ha, mình làm phước, mình cúng lại, mình tụng niệm. Rồi cái mình là mới có hầu hướng cho của quyền thất tổ, cho tứ đại trọng ăn, rồi cho con nghiệp lực của mình, chứ không phải tự nhiên hết bệnh đâu. Phóng sanh dữ lắm đó, làm phước làm lành. Bây giờ tôi nói quý vị gì nè, bây giờ tôi tính cũng nghĩ rộng màng, cũng nghĩ cho tôi rồi. Bây giờ là tôi gan đậu là ai đem lợi tôi gan, với tôi lo tôi hành đạo dịch bệnh rồi. Bây giờ tôi thấy nó hơi thiếu rồi, Quốc Hạnh cho 1 triệu mới lấy bao này về chắc hết rồi. Bây giờ tao mua đậu lợi thiệt đó, đại nhẫn nè, đó đại nhẫn đó, đại đó đó là để đi mua cầu số 10 là hổm 55.000 ký, bữa nay 60 rồi, đặt đậu đen xin lòng nó nghe, có để kìa, để mua giùm đó. Rồi các khi được gỡ đệ 5 ký thì đệ mua, đệ tôi đưa 100 gữ thôi, còn 100 mấy đệ cho tôi thì đệ cũng làm phước vô đây đó. Rồi bây giờ cái đậu thì tôi kêu người ta được rồi đó, nhưng mà nếu hết ra một lúc này thì có lẽ là mình cũng lên đây là đang co mạnh quân nào có thương mà cho Quốc Thành hay là Thành Bổn mà là Đăng Tài hay là Phú gì đó. Ví dụ ai cho tôi 1 triệu vậy đó, tôi mua bao gạo đặng tôi gan cho người ta, tôi có củ thiếu gì. Giờ tôi quay cái tôi chuyển hệ rồi, đặng cho người ta lợi đây, người ta mang ơn mình hơn là cho cháu nữa. 24 tiếng đồng hồ có một cháu bà giá bốn giá à. Mà bây giờ á, mình có bình thủy gì nè, mình uống tối một ngày nè, chiều mình có một tô cháo, nó có thể nhiều hơn bọc cháo nữa. Mà mình trong ngày 24 tiếng hồ mình có cái chất này hết trơn. Còn cái kia 24 tiếng đồng hồ á, giờ người ta ăn tham thập thuốc quất, người ta ăn mặn ăn đồ tùm lum, mà giờ mình phục vụ hết nổi rồi. Mà tiền cũng không có nữa, hàng mắc không mà. Bây giờ tôi á, là muốn xây chở lại cho có sức khỏe để hành đạo. Rồi tôi mới gan đậu thôi, gan bằng ngày đó, bằng đêm niệm Phật chứ cho cháu nữa, có thức tới 3 giờ không à. Cho cũng hành đạo rồi 5 giờ mới ra múc cháo. Rồi có nói kèn ép thần kinh bằng ngày, làm từ thiện nấu cơm nấu cháo quá trời đất, có thành xuống lần nào cũng nghe từ thiện ăn chân đó. Tôi không có nói gạt rồi, tôi đâu có sức khỏe đâu tôi ngủ. Bây giờ tôi không có báo thức 3 giờ nghe. Báo thức mà chưa có chỉnh lại nghe, tắt cái rụp. Ngủ nữa, sáng này không ai thức chân cho thanh tịnh ngủ mà được. Chứ khó ngủ, già khó ngủ lắm. Cái 4 giờ cái giật mình, ta đi chợ, ta đi đồn rụm giật mình thức dậy, là bắt đầu thức dậy cúng lại niệm Phật tới sáng. Còn cái kia nó cho cháu là nó thức dữ lắm luôn. Rồi không có mần gì được hết trơn á. Thôi giờ tôi ra cái môn này bằng ngày tôi mần cho quý vị. Quý vị có cho tiền tôi mua bao gạo chứ đậu khỏi mua, khỏi cho như mọi lần. Đó, đặng tôi ai đem lợi, tôi có gạo lứt tôi cho, bị gạo lứt này tôi lên mạng tôi nói đây là có mục đích. Nó khó mua dữ lắm, phải không Thành? Yeah. Nó khó mua rồi, gạo lứt của gồng khó mua lắm, người ta không biết đường làm nữa. Cho nên mình phải có bao gạo, rồi mình cho người ta, mình gan gạo lứt mình với đậu này mình trộn rồi mình cho người ta uống đi. Rồi người ta có tiền mua lợi cho mình đỡ lo mình ăn lạc niệm Phật. Quý vị ôm nào cháu từ thiện này lo cũng như là cha mẹ em mà lo cho con vậy đó. Kêu bằng nó đói, nó khát, nó gách, mơ này không biết có gạo nấu không. Phải không lo vậy đó. Còn bây giờ quý vị tôi rất là an lạc luôn á. Mình có bao gạo đi rồi người ta đem đây tôi gan cho người ta mà ta lỡ mang ơn mình hết hồn luôn. Người ta cần mình mà ta mang ơn mình nữa. Còn cháu tải qua bên, ăn không biết gì chứ, không thấy tiền bạc lắm nữa gì chứ. Rồi ăn rồi ăn ngán bỏ không lợi nhận hàng 3-4-5 bọc bỏ bệnh chắc giả thì về học cho mình nghe. Thôi bây giờ cái phương pháp đó dẹp rồi, bây giờ phương pháp này là rất là không tội, phương pháp này nó rất là lợi ích 10 phần, lợi hết 100 phần luôn, nó thiệt. Vừa hết bệnh uống 24 tiếng hồ nó có chất con người mình luôn đó. Rồi bây giờ đó là dòng quá diêm son á thì mình phải nhỏ vô 2-3 giọt rồi mình xong ăn.
rồi á có thuốc xăm, chỗ tổ từ thiện người ta cho tôi, ta đem để ngay nhà tôi, người ta cho dữ lắm luôn. Một thang vậy nè, cái gầu nó 21 nó ngang là mình nấu cái nồi nước đó, mình dở mình chùm mà mình xong như Quốc Thành, nó biểu để vô chai thuốc đó vô vậy đó. Mà cái đó cũng hay, mà mình có cái thang thuốc nó cũng hay đó, mình xong vậy nó ra tả ra, nó rút ra rồi thuốc men uống là không có sao đâu. Còn quý vị mà cách cục dây đó hen, khắp Bắc Nam khí trời mù mịt mà lộ không người nhà bích ngõ ra đó hen, rồi không có cho nó cách ly ha, cục nhà không cho mình đâu ra phạt 2 triệu 3 triệu đó. Rồi hôm nhà này mà có bệnh corona rồi đó hen, đóng cửa lại đó nghe, rồi không ai lo chân chết ngặt nó chết một cái thay phơ chồng đóng luôn. Còn sống chung với dịch gì đi, tôi có cái ông thủ tướng này tôi sẽ chịu liền. Đặng mình còn đi chích thuốc nữa, mình đi vô nước biển nữa, như tôi hôm đó mệt tôi đi vô nước biển, tôi đâu chích vaccine xưa giờ 21 tới giờ tôi đâu chích vaccine đâu, bởi nó dễ nhiễm lắm. Tôi ở đây nè, tôi coi sách coi kinh nè, tôi niệm Phật nè, tôi nói nha. Đây cô Kiều có coi cái clip này, cô Kiều cũng cũng nói cho cô Kiều nghe, tôi xin tôi tưởng nó tội nguyện rồi, tôi đem bàn thờ ở đây mà bây giờ không có được, ai không cho hết trơn á. Bây giờ tôi á phát tâm tôi làm 4 cái mình này nè, lặn tôi treo lên đây nè, cái mấy biến niệm Phật này nè, chị em mình cũng niệm Phật lên đây, cũng có Đức Phật ở đây nó đi đâu không đem bàn thờ ra, mình ra đây mát mẻ niệm Phật, chị em niệm Phật với nhau, có ông Phật thầy Tây An treo cái hình thôi, rồi ông lấy Út Quốc Thành, rồi ông Đức Cơ Quản của tôi xin ổng đây nè, tôi xin ổng cho ra một đống sâm luôn, cái tôi xin lợn cái ông cho tôi số 1 luôn. Đây cái này là ông Phật thầy Tây An đây, rồi ông này sẽ giải bán khoai đây, mình nói giảng qua ngày đó mình tu hành ông sẽ giải bán khoai, rồi Đức Phật thầy của mình, còn Đức thầy chưa có đem vô nữa, rồi ông Nguyễn Trung Trực mình cúng lại, mình cầu hàng ngày, mình đúng giấy vàng ba bài mình cũng mới đưa lên mình giấy con có ngày nữa, rồi mình niệm Phật có ngày ở đây những tiếng chị em niệm Phật đó. Còn này ông Đức Cô Quản của tôi Trần Văn Thành, ông Đức Cô Quản Trần Văn Thành. Tôi á hồi xưa tôi bán đồ chai không được, bà kia bà mướn tôi đi ở đợi cho bà nấu cơm cho 6 người ăn tháng con 1 triệu bạc à. Bây giờ bà về đây bà mướn đất, bà bắt mình nấu cơm như mấy miên ăn, bà mua cá ông thịt cho mình làm. Cái trong đi xăm cố ông la tôi liền, cũng hơi lâu quá đi xăm, xin Tết mới đi xin qua xin đầu năm. Ông nói tôi á Ngọc Quỳnh mà đi nhiều ông xuống Bùng Nhơ là ông không bao giờ ông chấp nhận cho tôi làm những đó rồi. Mới cố quá nè, đó rồi bây giờ tôi mới đi xin nặng tôi đem thờ ở đây, ông ra cho nồi luôn, ông nói ông ơi không đem ra đây không có được. Rồi tôi mới giải tôi lì, tôi xin một keo một lần nữa mà ông cho, mà ông cho ra một cây số 1 thuận tiết luôn là số 1. Ông nói tôi với một mình không thả hưởng nhân gian, điện ngọc đền vàng thẩm ước thẩm ban là ông biết cũng có người ban rồi. Thành ra giờ tôi muốn gì có người ban à, tôi muốn cái nhà có người ban à, mà tôi không đèo bồng mà tôi vừa no luôn ấm đèo bồng mà chi. Tôi không có biết uống một ly trà đường, tôi không biết cái số nào hết trơn, tôi không quánh đồng bạc nào hết trơn nghe, tôi chỉ có đồng tiền tôi lo cho đạo thôi, tôi làm Phật sự Phật pháp thôi, tôi lo chu tận này là con tôi nha. Tôi cũng tính có từ thiện tôi trả mày con tôi con 1 triệu, nó mới gỡ gì cho 1 triệu đó. Rồi tôi lấy cái này là 600 ngàn, 4 tấm nó 600 ngàn. Còn có hai tên sĩ đức thầy còn ngoài kia, tôi đem tôi treo đây nè cho nó ấm cúng, đặng cho chị em ta niệm Phật ta thấy cũng hạnh phúc ấm cúng nữa. Chứ mình ngó ra sông về núi, mình ngó hướng Tây cũng được rồi. Chứ nhà trước ở đâu bu ra cúng đâu. Ở trong này cho ta cúng cho niệm Phật đi. Treo cái hình không, không sao đâu, đem thờ ra bị la, bị gầy rồi. Bây giờ tôi treo cái hình vậy đó, cho tôi ra đây mát mẻ niệm Phật cho chị em bằng đạo niệm Phật. Rồi, bây giờ tôi quý vị bây giờ là Đức Thầy ông nói là nếu để chờ sắp nổ văn thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn, hôm nay mình còn ăn được nữa. À là một cái âm thanh nó tiêu hết sự kinh, ông bà thơ ông nói vậy đó, thành ra nó tiêu hết là mình không có tu được. Bên hôm nay còn lá cũng giảng toàn bộ này cũng giảng ông Phật chùm mất hết trơn rồi, một tiếng âm thanh tiêu hết sự kinh rồi, thành ra bây giờ mình còn thì mình còn phát tâm quy được, phát tâm mang chay được, kịp theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay là niệm, theo đạo lý nhất tâm mới kịp ngày nay là gặp dịp tu hành niệm Di Đà, gắn niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Quý vị có ăn chay, quý vị niệm Phật, quý vị giữ cái thập thiện đó, hành thập thiện đó, trừ thập ác đó, là quý vị niệm Phật rành à. Xưa nay 6 chữ lạnh tanh, ít ai chịu khó niệm sành thử coi, kỳ tâm thì quá trôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào.
rạch tim em để nó vào thì là mới khỏi máu đầu cuốn rơn. Thành ra người ta này không có rành, ta mới chiến tranh mua đồ nước này nước nọ, nói chuyện lớn ngang, còn nói chuyện nhỏ ở xóm chòm á mình thấy cũng y gan vậy đó, chiến tranh vậy đó. Thành ra bây giờ mà buông ra hết thì bệnh ra muốn làm gì ta làm, hơi thở còn là ta nói, còn mà hơi thở mà nó mệt thục hơi hụt hơi á, tôi là chắc không Phật làm viên gầu rặn cho đừng có hụt hơi là thấy chết trước mắt vậy đó. Bởi vì Phật cũng nói tu là tu để mà chết, đừng để chết đến mà chẳng tu đó, hay là tôi không có ai cho tôi mà để tôi dư được 1 triệu hay là 500 là chỉ vàng đó, cái đó là cái có. Thành ra để tôi bận tâm yêu cầu tôi không có gì chứ, mà tôi muốn gì là được cái này đó. Cho nên ông giải băng khoai, ông nói ông giải băng khoai là ông này nè, Đức Sư giải băng khoai, ai mà niệm Phật nhất tâm à, tôi dám mà không lẽ tôi nổ, tôi dám nói, bởi vì tôi được nhiều quá nhiều mà tôi mới dám nói. Bây giờ tôi là ông này ông nói vậy đó nghe, giải khoa ông nói ai mà niệm Phật nhất tâm đó cũng như có 1.000 cân trong nhà đó. Bây giờ tôi không mặt lông, tôi biển hồng trần sống ngộ cho sông này lập hội với mong trở lại, chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn chữ vinh hoa, giờ chớ có màng bởi giả tạm của đời ngôn hạ. Công tu đang xem nhiều báo lạ, cho nên đức thầy tôi đã thuộc của thầy tôi gần, cho nên tôi không ham gì trơn, không ham danh ham lợi ham tình gì hết trơn. Mà cái gì tôi muốn là phải có, cái gì tôi muốn là phải có đó. Tôi không sắp hết rồi, tôi đứng bàn thờ tôi tha nghe, tôi nói được thầy ơi, con quét bàn thờ cúng nước vậy nè, con cũng làm biếng mà con không có nản. Mà giờ người ta ở nước ngoài, cô Hà bên Mỹ cô cho mua gạo được 5-6 bao gạo, em tôi Tấm Kiệt nó nói cái mua cái nồi cơm điện để chị mất uy tín, mà còn 9 triệu, ổng cho 4 triệu, tôi đủ có 12 triệu mua cái nồi là nấu cái chỗ điện. Tôi nói 5 giờ cấp đó tôi còn chết lớn nữa, cấp giờ 5 giờ lắm, thôi giờ tôi đi mua cái lò bự, cái nồi bự đang tôi nấu cháo, tôi múc ên tôi làm từ thiện ên tôi. Còn dư tôi gửi cho con nhỏ mua đậu đó là 2 triệu, rồi bà Sáu Lập 2 triệu. Rồi ông Tấm Kiệt ông nói thôi tôi, khi tôi đã cho chị rồi tôi không có lấy lợi. Tôi nói giờ không mua được cơm điện tháng 700 ngàn tiền điện, thì giờ này còn chết chắc phải không? Cho nên ông mới cho tôi 4 triệu luôn, mua 3 bao gạo luôn. Đó, nên bây giờ tôi hết xíu quách rồi. Bây giờ sao Quốc Thành nó xuống nó nói nha, mớ thằng của Thành nó xuống nói cô Phượng đâu nên thận la quắc, mà tôi nó cũng la quắc luôn, tự nhiên khiến lợn quay tôi quay nó cô Phượng nên thận á, cổ gỡ cho Út 1 triệu, cái tôi mua bao gạo liền đó. Rồi cái ngày sau cô cho 1 triệu nữa tôi mua bao gạo nữa, rồi cô Hồng á cho 1 triệu mua bao gạo nữa, mà nó nói quên ở đâu rồi đó. Bây giờ tôi cũng nhớ ơn cô Hồng hoài luôn, cô Hà bên Mỹ, cô Phước Huệ rồi cũng cho tôi, là cô chú Thành ở chú Dũng ở thành phố cũng cho tôi, rồi ở nên thận nước ngoài về tùm lum trơn. Giờ tới cô Kiều ở Vĩnh Long á, cô Kiều Vinh ở Vĩnh Long đó, ở thầy ổng khiến cô đó sợ cô nhìn cái bếp của tôi, cổ thương tôi, cổ ở cho Quốc Thành cho tôi là 21 triệu đó. Tôi làm cái nhà này là tôi ý tôi nói vậy, tôi muốn là được đó. Có ngọc ngàn cân trong nhà mà mình săn lấy ra mình bán ra mình làm mà, tôi có ngọc ngàn cân trong nhà tôi lấy ra tôi bán, tôi cất cái nhà này nè. Nhưng mà thực tế nó không có vậy, cái đức của mình đó, mình hết lòng vì đạo đó. Giờ tôi ra tôi được thành công, tôi tội nguyện tôi rồi, tôi cũng nhớ ơn cô Kiều mà để coi Quốc Thành nó có giờ nó gỡ shipper sao cho cô Kiều gạo lứt này cho tôi, cho cô Kiều uống rồi đó. Bây giờ tôi cũng hết giờ rồi, tôi cũng nguyện cầu ơn trên Hồng Ân Tam Bảo qua linh chư Phật mười phương, qua linh tổ thầy chứ ông Nguyễn Công Trực cái gì những thần như vậy nó non bảy núi là gia hộ cho quý vị gán uống nước đậu, phát tâm uống nước đậu, phát tâm uống giấy vàng. Quý vị mua thuốc ai mà phát thuốc ba bài quý vị thỉnh quỷ uống đi, có đau xem thuốc ba bài đó. Đến thầy ở thầy dịch này nè, đức thầy chỉ bằng cái gì? Đức thầy chỉ bằng lá xài, lá ổi, lá mít, ông trang, lá ổi. Cho nên bây giờ là thầy chỉ trên bờ ở nhà gần xuồng ghe nhà đậu gần cái chân mà thầy đổ con thứ bệnh nè, thì quý vị giờ này tin tưởng đức thầy, ai có cho thuốc ba bài thì thỉnh uống, rồi uống giấy vàng nó cúng trong nhà, rồi cúng lại tha thiết niệm Phật, đặng Phật độ mình mới được qua thoát cái cõi bệnh dịch này. Chớ nói dịch thì dịch, người ta như con phù du vậy, hững hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết cung vô, thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy màu phù vũ kể nguyên trần, đã mãn mùa thu đeo danh lợi như con vật cái gì đó, giống xe cát biến đạo biển đông thường thấy tên giả tràng cái cũ công trình. Quý vị ơi, người ta lo danh lợi giàu có, lát nữa cao su nó túng
dịch tới con xuống tấm không biết bao nhiêu, người ta cũng đâu có biết gì đâu, tội nghiệp, người ta sẽ chết như con bù hông vậy đó. Bây giờ nó chết như con bù hông thiệt rồi đó, nó khói mặt mù văng sát đầy đường đó, trời đó. Lớp dịch bệnh, lớp chiến tranh, không có thấy con người trên cỏ ta bàn nó hao không, dầu cho thằng Nga vậy nó cũng là chúng sanh, nó cũng là chúng sanh con ngọc đế trên cõi trời mà sanh xuống đây, nhưng mà tại vì ta bỏ trôi đạo đức người ta mới danh lợi, người ta mới chết vậy đó. Còn bây giờ mình dẹp danh, dẹp lợi, dẹp tình, đặng để ở tâm mình, đặng mình dâng hiến cúng dường cái tâm, cái thân của mình với cái tâm của mình cho Đức Phật Di Đà đi, mình cho bà Quan Âm đi, mình hiến cái thân của mình đi, chứ mình không hiến thì mình xét lại con mình cũng như là kiếp người như trùm gỡ bám vào cây vậy đó. Thầy không cho biết vậy đó, chuông kia treo sợi chỉ mình, nó trùm gỡ bám vào cây như thế nào quý vị suy nghĩ ra coi. Rồi con phù du vẫn hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết trong vô quý vị thấy kỹ là cái thằng Bình nó giả dữ lắm luôn. Nó mới ngồi thì là nó chết rồi, nhớ thằng Kho nè, mới ngồi chút là nó chết rồi đó. Rồi đi trên xe đang ngồi đi thành phố, nhưng mà tự nhiên mình chết trên xe là sao? Người ta bỏ người ta đi xuống cái xe khác, người ta chở cái xác chết về, quý vị thấy khó không? Bỏ không? Tôi đâu có nói thêm nó gì đâu, cái thân mình nó giả như vậy đó. Cho nên mình cũng dường cái tâm của mình với cái thân của mình, mình cũng dường cho ông Phật Di Đà đi, là mình đã theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay Đà gặp dịp tu hành niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiện thánh. Phải giữ giới nó mới rành nghe, phải giữ thập hành thập thập trừ thập ác mà hành thập thiện đó nghe. Là mười mình diệt người đạo ác rồi mình mới có hiện ra mười điều thiện, rồi mình giữ tám điều đăng cấm, mình đã quy Phật quy pháp quy tăng, mình tâm quy ngũ giới, đồng hành nhìn theo mình giữ ngũ giới luôn đó. Cho nên mình giờ là mình gán cúng dường ở thân này cái hồn cho Phật đi, không biết chết giờ nào đâu đó. Tôi cũng cầu mong quý vị ở trên gia hộ quý vị phát tâm bồ đề tu hành tinh tấn đến ngày viên mãn, gặp ngày Long Hoa đại hội, gặp thầy tổ, quý vị đã phát tâm làm từ thiện làm phước đó, không phải cho tôi mà phước không biết bao nhiêu chỗ đâu. Thầy cho quý vị đến tích đất chờ ta chúng hẹn hò, quý vị gặp đức thầy hội Long Hoa chúng hẹn hò. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật.